Thầy chào các em học sinh, chào mừng các em đến với bài học về tìm quy tắc chung. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu liên quan đến tìm quy tắc chung của một dãy các số tự nhiên như sau. Chúng ta có bài số 1 như sau. Thầy cho cái dãy các số được sắp xếp như sau. Thầy có đây là 1, đây là 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta sẽ phải điền vào đây. Và đây là có số 10. Tiếp theo chúng ta điền tiếp cho thầy một cái hàm dưới này. Khá là đơn giản, đúng không nào? Chúng ta thấy này, 1, 2, 3, rồi đến hàm thứ ba là 4, 5, 6. Đến hàm thứ tư chúng ta sẽ có 7, đây là 8, 9, 10. Vậy tiếp theo sẽ là 11, 12, 13, 14 và tiếp theo là số 15. Như vậy bài số 1 xong. Bài số 2, thầy cũng có cái dãy số sắp xếp như sau. 1, 2, 4, 3, 5, 7. Tiếp theo, các bạn có biết là gì không? Chúng ta sẽ có này, 6, 8, 10, đây là 12. Nào, bây giờ chúng ta sẽ điền cho thầy các số vào đây. Điền hai hàng tiếp theo đi. Rồi, hai hàng tiếp theo nhé. Chúng ta quan sát quy luật, chúng ta thấy là hàng thứ nhất có một số, chúng ta sắp xếp thành cái kiểu hình kim tự tháp, hình tam giác, đúng không? Vậy bây giờ hàng thứ nhất chúng ta có một số, hàng thứ hai chúng ta có hai số, hàng thứ ba có ba số, hàng thứ tư có bốn số. Vậy hàng thứ năm sẽ có mấy số? Có năm số. Hàng thứ sáu có 6 số. Bây giờ tạm thời chúng ta đã biết thông tin về số các số trong mỗi hàng rồi. Bây giờ mình sẽ tìm tiếp xem là làm sao để chúng ta viết vào được này. Hàng thứ nhất bắt đầu từ số 1, hàng thứ hai lại là hai số 2 và 4. Hàng thứ ba lại là ba số lẻ 3 5 7. Hàng thứ tư lại là bốn số chẵn tiếp theo. Vậy bây giờ hàng thứ năm sẽ là số lẻ và số lẻ tiếp theo sau số 7 sẽ là 9 11 13, 15 và đây là gì? 17. Hàng tiếp theo là hàng số 6, sẽ là các 6 số chẵn tiếp theo kể từ số 12. Vậy chỗ này chúng ta có đây là 14, 16, 18, 20, 22 và chỗ này là 24. Như vậy, thầy đã điền xong. Rồi, bây giờ thầy có một bài số 3 nữa như sau. Bài 3, thầy có các số được sắp xếp theo quy luật như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bây giờ chúng ta điền cho thầy tiếp hai hàng nữa nào. Rồi, chúng ta điền hai hàng tiếp theo. Nào thầy trò chúng ta cũng cùng nhau phân tích tiếp. Ở đây chúng ta cũng có hình dạng là tam giác. Hàng thứ nhất đây có một số, tiếp theo là hai số, ba số, bốn số và tiếp theo là năm số, rồi cuối cùng là gì? Sáu số. Bây giờ quy luật chúng ta đọc này. 1 2 3 1 này, xong rồi xuống 2, sang 3, xuống 4, sang 5, sang 6, xuống 7, sang 8, sang 9, sang 10. Chúng ta thấy này, đi từ trái qua phải, rồi lại đi từ phải qua trái, rồi lại xuống và đi từ trái qua phải. Vậy chỗ này chúng ta sẽ phải đi từ phải qua trái, chúng ta sẽ có 11, rồi chúng ta có đây là 12, 13, 14, rồi 15. Tiếp theo đến đây chúng ta lại xuống đây là 16, rồi đi sang phải chúng ta có 17, 18, 19, 20 và cuối cùng chúng ta có 21. Như vậy chúng ta đã điền xong quy luật. Rất là thú vị đúng không nào? Thì đối với những cái bài toán này chúng ta phải phân tích được là mỗi hàng có bao nhiêu số và cách viết các số đấy như thế nào. Bây giờ các em học sinh hãy làm các bài tập luyện tập để củng cố kiến thức. Xin chào, hẹn gặp lại các em.